Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 50 top cần có kinh nghiệm stop nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đăng tất support. Rồi, bấm bấm số này rớt nè bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp nè. Rồi, các bạn bắt đắp nè các bạn. Các bạn join tiếp kênh Chiller nè các bạn. Rồi, tiếp tục cũng follow tờ Twitter và Weibo nè các bạn. Xin tờ Twitter nè các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn có thể tờ Weibo hoặc là có thể trích dẫn tờ Weibo nha các bạn. Mình trích dẫn tờ Weibo tăng dần các bạn đó các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn xôn tiếp kênh channel mình cho rồi. Follow tờ Twitter và tờ Weibo. Sando. Rồi, các bạn lướt xuống bài thứ hai các bạn like nè các bạn. Các bạn trích dẫn tờ Weibo với username của nó nha các bạn. Ở cộng 2 rớp. Rồi, các bạn tờ Weibo lên nha các bạn. Ơi. Sorry các bạn, các bạn đi tiếp với username này rớp của nó các bạn. Này rớp. Này rớp ta nè các bạn. Các bạn tờ Weibo lên nè. Rồi, sau đó bấm vào research nè các bạn. Rồi bạn lướt tra phone là cái điện thoại nè. Rồi, dòng đầu tiên mình địa chỉ mail bạn vào nè. Tiếp tục mình gửi địa chỉ bên bì sẽ mã trên bet 20 trên chocolate của tất cả các bạn nè. Rồi bạn sao chép nè, người ta cho bot nè. Rồi, tiếp tục các bạn submit đường link profile tại Twitter mình thì bằng tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhập ảnh avatar, nhập vào hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhập bài ảnh cùng mình chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó các bạn submit link request nè để coi bài nào các bạn. Rồi thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra. Đây thì các bạn chia sẻ các bạn ấy gấp ta đi nha tất cả các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot nè. Phan các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Để mình có kỹ lên mình gửi đúng chưa các bạn. Đúng. Rồi nó có trên kênh trailer không bán này heo cho nét nè. Rồi họ gửi quýt xong bán này heo cho nét nè. Rồi sau đó bán menu nè. Bán mi balance nè. Ok, mình đã nhận được 50 top càng shop nè các bạn. Các bạn việc lấy đường dép mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm top càng nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.